Nhà đẹp Tân Đại, xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi Ngày Một Nhà Đẹp của công ty kiến trúc Tân Đại. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn một ngôi nhà 2 tầng hiện đại, sang trọng. Chủ nhân ngôi nhà là anh Nguyên ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Thì trước khi đến với ngôi nhà của anh Nguyên thì mời các bạn qua cái kênh YouTube của Nhà đẹp Tân Đại. Các bạn chỉ cần đánh nhà đẹp Tân Đà vào một tìm kiếm thì sẽ ra kênh của chúng tôi. Kênh của chúng tôi bao gồm các cái video chia sẻ về các cái mẫu nhà. Nhà 1 tầng, nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, nhà 4 tầng, nhà tân cổ điển, nhà mặt phố, nhà hiện đại, nhà vườn, vân vân. Kèm theo đó là các cái video chia sẻ về quá trình thi công các hạng mục trong từng ngôi nhà. Và các cái review ghi lại ý kiến chủ nhà và quay lại cái cảnh ngôi nhà đã hoàn thiện mà Tân đã thiết kế. Từ đó các bạn có một chút chút ít kinh nghiệm, một chút tư liệu để áp dụng cho việc xây ngôi nhà của mình trong tương lai. Và quay lại với cái ngôi nhà của anh Nguyên thì anh Nguyên là đến với công ty cũng nguyện vọng là anh có một mảnh đất nhỏ nhỏ với bề ngang là 6 mét rưỡi, bề dài khoảng như 10 15 10 15 20 mét. Thì mà anh cũng muốn xây dựng một ngôi nhà 2 tầng mà chi phí nó cũng tầm 800 triệu, 800 triệu đổ lại. Và bài toán đặt ra là với cái chi phí như vậy thì chúng tôi cũng rất là đau đầu và đưa ra cái sản phẩm thiết kế. Thì sau khi nhìn thấy sản phẩm thiết kế thì gia đình và anh Nguyên rất ưng ý. Sau đây là mời các bạn đến với ngôi nhà. Ngôi nhà thì màu trắng ở đây là màu sắc màu trắng ngôi nhà là ngôi màu trắng chủ đạo. Kết hợp các cái màu xanh của mái ngói và các cái màu ghi của các cửa sổ bao quanh. Với điểm nhấn của ngôi nhà là cái sảnh ở phía trước với cái 2 cột vuông vức khỏe khoắn với các cái chân cột và đầu cột thì được phao và sơn màu sậm tối màu. Phần thân cột thì vào chỉ ấm và sơn tối màu. Cái cửa chính ở đây được làm bằng gỗ lim Nam Phi kết hợp với kính cường lực, và các cái cửa phụ ở tầng 2 và các cái cửa sổ ở đây đều được chúng tôi thiết kế làm nhôm kính Simfa màu ghi nổi bật trên các cái bức tường màu trắng. Và sở dĩ chúng tôi sử dụng cái nhôm kính Simfa thì để giảm cái chi phí, tiết kiệm cái chi phí, và nó hơn nữa nó cũng bền hơn so với cửa gỗ. Phía sau nhà thì có làm một cái hệ ở tầng 2, tầng 1 tầng 2 đều làm một cái hệ có khung sắt ở đây để lấy gió khi phơi đồ. Còn ở tầng 2 thì được thụt vào để tạo cái ban công. Ban công này phía trên có thiết kế một cái lam. Lam sắt này để treo các cái hoa cảnh, hoa cây cây cảnh tạo cái điểm nhấn cho ngôi nhà. Với cái ở tầng 2 cũng là được phần cửa sổ của phòng, đây là gọi là phòng phòng ngủ được được nhô bay ra. Đấy. Và được thiết kế một cái cửa đi ra ở đây để ngắm xung quanh cảnh phong cảnh xung quanh. Cái hay của ngôi nhà là có sự cái thụt vào và lôi ra, bởi vì cái diện tích nhỏ nên cái cách
thiết kế và cách bố trí nó làm sao phải hài hòa. Cho nên là ở tầng 2 là có thụt vào để làm ban công, và ở đây thì được lôi ra để làm phòng ngủ. Còn hệ hệ mái ở đây thì cũng được làm bằng hệ mái Nhật. Mái Nhật nhưng mà theo kiểu Nhật nhưng cũng hơi dốc, có hơi dốc một tí. Hai mái, một mái nhỏ và một mái lớn. Các cái trên đỉnh mái thì có gắn các cái kim thu sẹt được liên kết với nhau và liên kết xuống phía dưới để tạo cái sự an toàn khi mùa mưa bão. Với cái các cái bóng đèn ở được bố trí bóng đèn downlight, bố trí theo viên mái. Đấy. Và các cái bóng đèn trang trí ở bố trí các cái sảnh, các đỉnh cột. Thì ngôi nhà nó sự kết hợp giữa ánh sáng từ trên xuống và trong ra ngoài thì ngôi nhà sẽ lung linh khi về đêm. Hệ cửa, hệ bờ rào và hàng rào và cửa ở đây, cửa cổng ở đây thì chúng tôi cũng kết hợp giữa cái tường xây và cái hệ khung sắt, khung sắt, khung sắt hộp. Đấy. Bờ rào thì sơn màu trắng, còn kết hợp với cái khung sắt thì được sơn màu ghi. Đấy, đơn giản nhưng mà rất đẹp. Bây giờ ta vào bên trong của ngôi nhà. Bên trong của ngôi nhà thì ở tầng tầng 1. Tầng 1 với cái bề rộng là 6m28 từ tim qua tim và bề dài là 12m58 là không tính sảnh. Thì được bố trí là một phòng ngủ và cái phòng khách được quay ngang rộng 24,5 m2. Bếp ăn và phòng bếp được quay dọc đây, và phân cách giữa phòng khách và bếp ăn và cầu thang là một cái lăng gỗ, hai cái lăng gỗ, một lăng gỗ là phân cách giữa phòng khách và cầu thang, còn lăng gỗ này để phân cách giữa cái phòng khách với là bếp ăn. Cái lăng gỗ này để tạo cái thẩm mỹ đẹp mắt khi ta bước vào nhà nhìn từ phòng khách. Còn phần cuối cùng là nhà vệ sinh và sân rửa. Ta lên tầng tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà thì phía ngoài cùng ở phía trước ngôi nhà là sân thượng, và sau sân thượng sẽ là phòng phòng thờ. Phòng thờ và còn lại là hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ mỗi phòng rộng 12,2 và 12,8 m2. Còn cuối cùng vẫn là sân phơi và nhà vệ sinh. Sân phơi bên trái và nhà vệ sinh bên phải. Đấy. Dù là ngôi nhà nó diện tích hẹp, chỉ bề rộng là 6,28 m nhưng bề dài là 12,58 m, nhưng bố trí được là 3 phòng ngủ và cái công năng cũng rất đầy đủ, từ phòng phòng thờ đến sinh hoạt chung đến nhà vệ sinh. Nói chung là cách bố trí công năng rất chi là khoa học và tiết kiệm hợp lý. Rồi, ta ngậm lại một lần nữa cái phối cảnh phía bên ngoài từ cái mặt trước đến mặt bên trái. Đấy, mặt chính giữa. Đấy, là rất đẹp, cũng rất hài hòa, sắc nét. Vừa rồi tôi trình bày nhà anh Nguyễn ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Nếu các bạn thấy video ý nghĩa mà thiết thực áp dụng cho ngôi nhà của mình thì các bạn vào kênh đăng ký và nút chuông để không bỏ lỡ cái video giới thiệu sản phẩm nhà nào cả. Chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại ở các bạn ở cái video sau.